Nếu như người cảm thấy hắn có thể tỉnh lại, chúng ta trước hết đánh thức hắn. Nếu như không thể, ta tin tưởng người cũng sẽ không kiên trì. Dù sao nếu vào tổ hòa nhập ma, hắn liền không có cách nào điều động sao chú ngữ cầu thông phong linh bản vị diện. Đến lúc đó cũng không thể nào để cho tam đại quân đoàn hồn đạo sư trở về. Tiên Lâm Nhi tức giận dậm chân một cái, cũng chỉ có thể như thế mang ta tới nhìn lấy. Nếu đổi thành người khác xuất hiện sao loại sơ suất này, lấy tính tình của Tiên Lâm Nhi đã sớm xông vào. Thế nhưng đối với Đường Môn, nàng cũng có một chút không thể làm gì. Đường Môn những năm này phát triển đối với thành sử lệ khác mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Không có Đường Môn hồn đạo khí, học viện sử lệ khác ở lần đó tinh đấu đại sâm lâm phát động ra thú triều sẽ rất khó kiên trì nổi. Bởi vậy địa vị của Đường Môn ở bên trong thành sử lệ khác vẫn luôn luôn nước lên thì thuyền lên. Huống chi hơn một năm trước, Vũ Hào dùng các loại thiên tài địa bảo luyện chế ra càn khôn tạo hóa đan, lại vô tư xuất ra một bộ phận cho viện mới khiến cho Huyền La có thể thuận lợi đột phá trở thành cực hạng đấu la. Nàng cùng với Ngôn Thiểu Chiến cũng là củng cố ra trụ cột bản thân, có được khả năng tương lai xung kích ra cực hạng đấu la. Chút ân tình này bọn hắn đều ghi tạc ở trong lòng, cho nên dù cho bây giờ Vũ Hạo cho nàng cảm giác không đáng tin cậy, Tiên Lâm Nhi cũng không thể nào không áp chế cơn giận của chính mình. Từ Tam Thạch cùng với Giang Nam Nam dẫn đầu, Tiên Lâm Nhi theo bọn hắn đi tới bên trong đường môn hồn đạo đường dưới mặt đất. Phòng nghiên cứu của Vũ Hạo địa phương gì, Tư Tâm Thạch cùng với Sang Nam Nam đều rất rõ ràng. Rất nhanh thì bọn hắn liền đi tới, có điều còn không có đến gần liền bị ngăn lại. Cả bọn họ lại chính là Hòa Thế Đầu. Tam Thạch, Nam Nam, các người làm gì vậy? Tiêu sư đệ ở bên trong phòng nghiên cứu bế quan, ai cũng không thể tới gần, băng khung vạn nhất quấy xây hắn làm sao? Hiên Tử Vân mặt ngoài đối với Vũ Hạo bế quan từ chối cho ý kiến. Thế nhưng trên thực tế, Vũ Hạo bên này vừa mới bắt đầu bế quan, một bên khác thì hắn liền thông chi Hòa Thế Đầu. Hòa Thế Đầu lập tức thả xuống tất cả mọi chuyện đi tới bên này làm hộ pháp cho hắn. Tư Tam Thạch cười khổ rồi nói: Thái Đầu, có đại sứ đại quân đế quốc Nhật Nguyệt binh lâm vào thành hạ, tiêu sư đệ quên đem tam đại quân đoàn hồn đạo sư phóng xuất xa, tiên viện trưởng lúc này mới tìm tới, tiêu sư đệ bây giờ đang bế quan thế nào rồi? Hoa Thế Đầu sửng sốt một chút, như lấy Tiên Lâm Nhi một mặt nộ khí, cười khổ rồi nói: Ta cũng không biết hắn bế quan thế nào, thế nhưng mà tuyệt đối không thể nào quấy rầy hắn, các ngươi có thể yên lặng cảm thụ ra một chút, tiêu sư đệ ở bên đó tàn mát ra khí tức rất là đáng sợ. Vừa nói hắn chỉ vào cửa phòng nghiên cứu sau lưng cách đó không xa. Tiên Lâm Nhi hai mắt híp lại, tinh thần lực lượng lặng yên xuất hiện ra, hướng về phòng nghiên cứu tiến gần. Từ Tâm Thạch cùng với Sang Nam Nam đứng ở bên người Hòa Thế Đầu, mặc dù mặt ngoài không có làm cái gì thế nhưng vô thức lại cùng với Hòa Thế Đầu cùng một chỗ ngăn trở đường đi của Tiên Lâm Nhi. Và nhất vị tiên viện trưởng này phát cáo sự định tiến lên tìm Vũ Hào, bọn hắn cũng tốt ngăn cản. Ở thời khắc mấu chốt, huynh đệ trong nhà vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Có điều động tác của bản hắn hiển nhiên là phí công, chứ hơi cảm thụ một cái, Tiên Lâm Nhi đã sắc mặt đại biến, thậm chí vô thức lùi lại một bước. Phòng thí nghiệm bịt kín rất tốt, cửa kim loại lặng nề kia cơ hồ là ngăn cản tuyệt đại đa số khí tức ở bên trong. Thế nhưng mà dù chỉ có một chút chuyển đào ra khí tức xuất hiện, lấy Tiên Lâm Nhi thực lực siêu cấp đấu la cũng có thể ẩm ước ra cảm nhận được biến hóa bên trong. Đúng vậy, khí tức bên trong rất là đáng sợ, hỗn loạn đến đáng sợ. Như thế nào hỗn loạn như thế, Vũ Hạo đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là đã tẩu hỏa nhập ma sao? Tiên Lâm Nhi lúc này thất thạch nói. Nàng vừa nói, ba người Hòa Thế Đầu cũng đồng thời biến sắc. Nếu như Vũ Hạo tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng là tai nạn của toàn bộ đường môn. Tư Tâm Thành vội vàng nói: Tẩu hỏa nhập ma, tiên viện trưởng, phán đoán của ngài chuẩn xác hay không? Tiên Lâm Nhi ngẩn ngơ, cho mày tiếp tục yên lặng cảm thụ. Càng cảm thụ, sắc mặt của nàng biến hóa ra càng lớn. Sau một lát, sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi. Ta biết hắn đang làm gì rồi. Tiểu tử này vậy mà đang xung kích đệ nhị hồn hạch. Khó trách khí tức sẽ hỗn loạn như thế. Chỉ là cảm giác hắn xung kích như thế nào cùng với Huyền Lão không giống nhau cho lắm. Đổi thành người khác có lẽ còn không thể nào chắc chắn như thế, thế nhưng Tiên Lâm Nhi không giống. Đừng quên, nàng cùng với Huyền Lão của một chỗ bế quan, tự mình cảm thụ ra khí tức biến hóa trên người của Huyền Lão cùng với xúc kích ra cực hạn đấu la. Lúc ấy Huyền Lão lựa chọn để nàng cùng với Ngôn Tiểu Chiết làm bạn bản thân bế quan, cũng bởi vì hai người bọn họ trong tương lai có khả năng xung kích tầng thứ kia nhất, cùng với phục dụng ra càn khôn tạo hóa đan hiệu quả nhất, cho nên Tiên Lâm Nhi ở thời điểm này mới có thể ấm ước là đoán được. Sự tình Vũ Hạo đã có đường tinh thần hồn hạch, trong học viện xử lý khác cũng chỉ có cực thiểu số mấy người biết mà thôi. Đối với chuyện này, Huyền Lão hướng về Ngôn Thiểu Chiết, Tiên Lâm Nhi tự nhiên không có che giấu. Dù sao thì bọn hắn cùng với Vũ Hạo đều là trụ cột vững chắc ở trong tương lai của học viện. Mấy năm gần đây, tốc độ trưởng thành của Vũ Hạo quả thật là quá nhanh, nhanh đến mức đã muốn đến gần thế hệ bọn hắn. Lúc này xung kích đệ nhị hồn hạch, nếu như mà xung kích thành công, vậy thì Vũ Hạo rất có thể chính là người đầu tiên từ trước tới nay trở thành phong hào đấu la liền có được đệ nhị hồn hạch. Nói như vậy thì hắn tương lai tất nhiên là sẽ trở thành
1998 cấp siêu cấp đô la. Hơn nữa, thời gian dừng lại sẽ rất ngắn. Đến tầng từ siêu cấp đô la, căn bản là sẽ không có biên cảnh gì có thể ngăn cản hắn. Duy nhất có thể ảnh hưởng hắn tiến lên cũng chỉ có thời điểm 98 cấp xung kích 99 cấp, bởi vì khi đó hắn chỉ cần đệ tam hồn hạch. Đệ tam hồn hạch xưa nay chưa từng ai có. Ai cũng không biết vua hào đó liệu ra là thành công hay không. Thế nhưng Tiên Lâm Nhi lại rất rõ ràng, một khi đại nhi hồn hạch thành lập, vua hào vô luận là hồn lực hay là ít nhiều đều lúc đó đều có thể lực lượng được siêu cấp đô la. Hơn nữa còn là vũ hồn cực hạn siêu cấp đô la, tu vi thậm chí có khả năng siêu việt hơn nàng. Nộ khí ở trong lòng dần dần bình phục trở lại. Vua hào đột phá đại nhi hồn hạch, sự tình này đối với học viện xử lý khác mà nói đồng dạng có ý nghĩa phi phàm. Chỉ là hắn bây giờ khí thương hỗn loạn như thế, vạn nhất tẩu hòa nhập ma thì sao? Tiên Lâm Nhi còn mày rồi nói, vũ hào nhất định là đang xung kích đại nhi hồn hạch. Thế nhưng tình huống hiện tại của anh ta có một chút xem không hiểu. Các ngươi ở đây hảo hảo trông coi, đừng để bất luận kẻ nào đến gần, cũng không nên quấy rầy hắn. Thời điểm hồn sư xung kích đại nhi hồn hạch, tình huống sẽ phi thường phức tạp, thay đổi trong nháy mắt. Ta lập tức thì đi mời Huyền lão, chỉ có lão nhân gia mới có đủ kinh nghiệm. Tiên Lâm Nhi lúc này luôn luôn là tác phong lôi lệ phong hành, nói xong liền đi. Đột phá đại nhị hồn hạch, Hoa Thế Đầu từ Thâm Thạch cùng với Giang Nam Nam cùng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn bây giờ cũng đều hơn là 80 cấp hồn lực, thế nhưng cách tầng thứ phong hào đô la cũng còn có một khoảng. Mà bọn hắn tạo thời điểm xung kích phong hào đô la cũng chỉ là cần đệ nhất hồn hạch mà thôi. Trong mắt của Sử Lai Khang thất quái, bối bối cùng từ Thâm Thạch lúc này cách 90 cấp là gần nhất. Trong đó mới là Hoa Thế Đầu, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu. Càn khôn tạo hóa đan quả thật là có càn khôn tạo hóa chi năng. Bọn hắn đã phục dụng xong thật lâu, thế nhưng cho tới bây giờ công hiệu của nó vẫn đang có hiệu quả, cho nên tốc độ tu luyện của mọi người đường môn phải càng nhanh hơn hồn sư bình thường. Hoa Thế Đầu thở dài một tiếng rồi nói, vũ hào kéo xa chênh lệch của chúng ta càng lúc càng lớn. Từ Thâm Thạch lúc này cũng đồng dạng cười khổ, bây giờ ta còn nhớ rõ bộ dáng hắn bị ta một cước đạp bay vào lần đầu tiên gặp mặt đó, chỉ có điều lần đó bị bối bối đe dọa. Khuôn mặt của Giang Nam Nam đỏ lên rồi nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, đe dọa huynh là nhẹ, nên đánh huynh một trận. Từ Thâm Thạch cười hắc rồi nói, mới bỏ được sao, kỳ thật khi đó mỗi cũng đã âm thầm thích ta đúng không? Mũi mặt sao, khi đó hận huynh còn không kịp đấy. Từ Thâm Thạch nói, hy vọng tiểu sư đệ có thể thành công đi. Lần này nếu như hắn thành công, thực lực của đường môn chúng ta liền thật sự không giống. Vũ Đồng đã là phong hào đô la, nếu như tiểu sư đệ cũng vậy, vậy thì thời điểm bọn hắn liên thủ, sức chiến đấu liền sẽ tăng cường. Theo ta thấy chỉ sợ trực tiếp liền vượt qua siêu cấp đô la phổ thông, thậm chí đi xung kích cực hạn đô la đều không phải là không thể nào. Huyền lão tới rất nhanh, Tiên Lâm Nhi sau khi đi không đến 10 phút, liên công với Huyền lão có một chỗ hùng hùng hổ hổ chạy đến. Huyền lão đứng trước cửa phòng thí nghiệm, yên lặng cảm thụ, ai cũng không có kinh nghiệm bằng lão. Trong cả quá trình xung kích đại nhị hồn hạch, Huyền lão trải qua quá nhiều lần thất bại, cho nên đối với loại khí tức này cũng không thể nào quen thuộc hơn được. Trần Vian đứng đó là một khắc đồng hồ, Huyền lão lúc này mới xoay người, thân sắc ở trên mặt ngưng trọng. Không sai, Lâm Nhi nói đúng, Phúc Hạo đang xung kích đệ nhị hồn hạch, từ giờ trở đi ta tự mình ở đây làm hộ pháp cho hắn, ai cũng không cho phép tới gần, ai cũng không cho phép quấy rầy hắn, thậm chí là không cho phép thụ cận phát ra âm thanh quá lớn. Vừa nói Huyền lão vậy mà liền khoanh chân ngồi xuống trước cửa phòng thí nghiệm. Tiên Lâm Nhi giật nảy cả mình, nhìn lấy Huyền lão rồi nói, Huyền lão học viện bên đó làm sao? Đế quốc Nhật Nguyệt Bình Lâm Thành Hạ. Huyền lão thăng nhẹ một tiếng rồi nói, Lâm Nhi, ngươi còn thấy không rõ sao, lúc trước Vũ Đồng làm ra phán đoán, Vũ Hạo cũng tán thành chỉ là bởi vì duyên cớ học viện. Hắn không còn nói ra, chúng ta coi quá nặng học viện an nguy, chúng ta căn bản là không thể tin được phán đoán của hắn. Hắn biết mình không làm được gì cho nên mới trở về bế quan tu luyện. Về phần sự tình tam đại quân đoàn hồn đạo sư, hắn chỉ là hai loại khả năng mới có thể không khống xuất ra. Một loại là hắn đang giận, thế nhưng ta tin tưởng, loại khả năng này rất khó. Về phần một khác loại khác, hắn chính là vì muốn bảo tồn sinh lực. Tiên Lâm Nhi nghi ngờ rồi nói, không phải chứ, nếu như mà phán đoán của hắn là chính xác, vậy thì đế quốc Nhật Nguyệt căn bản là cũng sẽ không đến công kích chúng ta, tam đại quân đoàn hồn đạo sư tự nhiên liền sẽ không bị hao tốn. Huyền lão lắc đầu rồi nói, ánh mắt của mọi người còn chưa đủ xa, ta hỏi người, nếu như tinh la cùng với đấu linh hai đại đế quốc đến giúp vào lúc này, một trong bọn hắn nhận công kích, vậy thì học viện có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Tới lúc đó chúng ta căn bản là không có lý do gì không điều động ra quân đoàn hồn đạo sư ra ngoài tương trợ, có sức mạnh không điều động cũng không có quân đoàn hồn đạo sư là hai việc khác nhau. Vũ Hạo làm nhất định là có ý thứ sâu xa. Huyền lão làm sao lại biết? Thời điểm đó Vũ Hạo thật sự đúng là không nghĩ nhiều như vậy, hắn là quên thật. Tiên Lương Nhi cúi đầu xuống sau một lúc lâu là trầm mặc. Huyền lão, thế nhưng chúng ta vẫn không thể nào chủ quan, dù cho chỉ có một phần ngàn khả năng, chúng ta cũng phải làm tốt toàn lực chuẩn bị ứng đối. Đây chỉ là vạn năm cơ nghiệp của học viện. Huyền lão nói, ngươi trở về đi, trong học viện lấy ngươi cùng với Thiểu Chân chủ sự, ta muốn ở đây trông coi. Vũ Hạo nếu như mà có thể đột phá mà nói, vậy thì nói không chừng hết thảy tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng.
Trong mắt của Tiêu Lâm Nhi hiện ra một tia giật mình. Vũ Hạo đột phá liền có thể giải quyết dễ dàng. Có khả năng sao, lại thế nào mà nói? Hắn cũng chỉ có lực lượng một người, lấy lực lượng cực hạn đấu la của Huyền Lão đều không được. Hắn cho dù là có song hồn hạch cũng không thể nào cùng với Huyền Lão so sánh đi. Có điều nàng cũng không nói đến nghi hoặc trong lòng. Mắt thấy Huyền Lão ý chí kiên quyết muốn lưu lại, nàng chỉ có thể mau trở về, đem tình huống ở bên này nói cho thành viên Hải Thần Các khác. Tiêu Lâm Nhi đi từ Tam Thạch, ba người cùng với Huyền Lão đuổi đi. Huyền Lão một mình ngồi ở ngoài cửa, trên khuôn mặt cổ của lão kia lộ ra vẻ buồn bã. Vũ Hạo à, Vũ Hạo, con thật sự là gan to bằng trời. Con phải mà lựa chọn đi con đường kia. Lấy Huyền Lão đối với đại nhi hồn hạch hiểu rõ như thế nào lại nhìn không ra. Vũ Hạo cũng không phải là đang dùng phương pháp đồng vị cộng hưởng tu luyện, mà ngược lại chính là lão thấy rất rõ ràng. Âm dương tương hỗ đối với có thể dẫn đến khí tương hỗn loạn như thế. Thế nhưng mà trong hỗn loạn vẫn như cũng có loại lực lượng kiên định chèo chống. Nói một cách khác, chỉ thì trước mắt mà xem, Vũ Hạo còn không có nguy hiểm tẩu hòa nhập ma. Huyền Lão mặc dù không có khả năng lại tu luyện âm dương tương hỗ chỉ pháp ngưng tụ hồn hạch, thế nhưng đối với loại phương thức tu luyện này, lão chẳng gặp khát vọng của hiếu kỳ, cho nên lão quyết định lưu lại hơn nữa. Lão vừa rồi nói không sai, nếu như Vũ Hạo có thể bằng vào âm dương tương hỗ chỉ pháp tu luyện thành công đệ nhị hồn hạch, vậy thì hắn tương lai rất có thể chính là một đầu thần thú khác. So với thiên phú, Vũ Hạo không có nhục thể cường đại như đế thiên, thế nhưng mà hắn lại có tuyệt hảo thiên phú mà hồn thú không có, song sinh vũ hồn âm dương tương hỗ song hồn hạch. Một khi thành công, Huyền Lão tin tưởng coi như Vũ Hạo lúc này tương lai không cách nào đột phá cực hạn đấu la, chỉ khi mà hạn chế 98 cấp vậy thì thực lực của hắn cũng đã vẫn như cô có khả năng đuổi kịp thần thú. Đừng quên Vũ Hạo am hiểu ẩn tàng, hắn vốn có tinh thần lực lượng cường đại, đã không trùng thật sự có khả năng cải biến toàn bộ chiến cuộc. Thật sự là người trẻ tuổi thông minh, dưới cục diện hỗn loạn hơn nữa là bị động như thế, vẫn như cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Không hổ là Mục Lão quan môn đệ tử. Mục Lão, người có biết hay không, ta rất ghen tị với người. Vũ Hạo lúc này đối với hết thể ngoại giới cũng không biết, hắn hiện tại thân thể cũng đã đến gần là biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ở ngực, tốc độ xoay tròn của hồn lực cực hạn băng càng lúc càng nhanh. Băng đế bỏ qua một tia tinh thần lực lượng căn bản không có cách nào ngăn cản nó, ngược lại bị nó lôi kéo cũng biến thành xoay ngược chiều. Như vậy vừa đến, tinh thần lực lượng quán thân liền đã bắt đầu vặn vẹo. Tinh thần hồn hạch lúc này bị xung kích đã bắt đầu phẫn nộ bộc phát. Vũ Hạo mặc dù dốc hết toàn lực ra ngăn cản, thế nhưng tinh thần lực lượng ở bên trong tinh thần hồn hạch kia đã bắt đầu, thậm chí ngay cả ý chí của hắn đều không có cách nào hoàn toàn mà ngăn cản lại. Băng đế tuyết đế lại một lần nữa là bảo trì ổn định, duy trì trạng thái lúc trước, mà Vũ Hạo lại cảm giác được thân thể của mình phảng phất sắp bị hai cỗ lực lượng kia khủng bố xé nát. Loại đau khổ này khó nói lên lời, thế nhưng lại tuyệt đối vượt qua cảm giác lúc trước hắn cùng với băng đế dung hợp. Chẳng lẽ ta thật sự là chống đỡ không nổi sao? Thống khổ to lớn để ý chí của Vũ Hạo đã lần đầu tiên xuất hiện ra một chút dao động. Hắn lúc này nếu như từ bên ngoài quan sát, nhất định là sẽ làm cho người ta cảm thấy phi thường khủng bố. Bề ngoài làn da không ngừng chảy ra huyết mạch chậm rãi, mà huyết châu kia mới vừa xuất hiện liền lập tức lúc này đông kết hóa thành vụn băng rơi xuống. Trong phòng thí nghiệm, khí tức trở nên cực kỳ là hỗn loạn mà cuồng bạo. Các loại kim loại hiếm trùng chất xung quanh phòng thí nghiệm đều lách cách rung động. Nhiệt độ trong phòng thí nghiệm cũng đã hạ xuống đến âm thanh 100 độ, thậm chí là bắt đầu có hòa tuyết bay múa ở trong không khí. Chịu đứng vô luận như thế nào mình đều là phải kiên trì. Vũ Hạo lúc này cắn đầu lưỡi một cái, băng vào đầu nhỏ để tinh thần của chính mình tăng lên một cái, lại một lần nữa cưỡng ép kiềm chế tinh thần hồn hạch bộc phát ra.